Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng người Ford Bronco 2021 cũng được sản xuất. Bản chạy điện mang phong cách cổ điển do Radoslav Automotive phát triển với giá bán ngang siêu xe. Nếu không có gì thay đổi thì Ford Bronco 2021 sẽ có mặt tại triển lãm New York Auto Show vào năm 2020, tháng tới và bán ra thị trường vào đầu năm nay. Nếu không muốn chờ đợi, khách hàng có thể chọn bản chạy điện do Radoslav Automotive sản xuất. Đây được xem là mẫu xe điện của Ford Bronco đầu tiên trên thế giới. Trong khi Ford Bronco 2021 sử dụng động cơ 2.3 lít EcoBoost 4 xi lanh hoặc tăng áp kép V6 2.7 lít với hộp số sàn 7 cấp, phiên bản chạy điện của Radoslav Automotive cho công suất cao gấp bội. Năm ngoái, Radoslav Automotive tung ra bản chạy điện Ford Bronco mang phong cách hoài cổ với thân xe bằng sợi carbon cao cấp. Năm nay, startup này giới thiệu phiên bản rẻ hơn làm bằng chất liệu thép. Cả bản sợi carbon và thép đều sử dụng nền tảng khung gầm 2.0 mới với hệ thống treo tiêu chuẩn độc lập trước và sau. Tùy chọn hai motor điện cho công suất tổng cộng 600 mã lực. Mô men xoắn đạt 657 Nm. Xe điện thậm chí còn sử dụng hộp số sàn 5 cấp dạng cổ điển, sức mạnh truyền tới hộp số phụ 2 cấp số rồi tới bánh sau, tất cả là 4 bánh. Khối pin 70 kWh cho khoảng cách di chuyển là 305 km. Radoslav bổ sung thêm lò xo chống sóc fork giúp cho Ford Bronco chạy điện có thể vượt địa hình và phanh gồm carbon Rambo. Khoang lái Ford Bronco chạy điện bọc da cao cấp, ghế cổ điển. Khách mua có thể lựa chọn chất liệu nội thất từ gỗ thủ công tới sợi carbon siêu bền. Mặc dù rẻ hơn bản sợi carbon, Ford Bronco bản cung cấp thép vẫn có giá bán tới 185.000 USD, chưa tính option chọn thêm. Mỗi chiếc Ford Bronco chạy điện mất tới hàng nghìn giờ làm việc thủ công tại cơ sở sản xuất gần trung tâm SpaceX ở Hato, California. Radoslav cho biết Ford Bronco chạy điện bản khung thép đã bắt đầu sản xuất, sẽ giao cho khách hàng từ cuối năm nay.